các bạn ơi, hôm nay mình đi Costco nha. Đi Costco trong mùa trong dịp lễ Tết Việt Nam. New Year. Okay. Coi vô hôm nay vô Costco thử coi là có cái gì nha bạn. Thì thấy người ta cũng mua bông nè. Hôm nay trong bãi đậu xe Costco cũng đông. Sorry các bạn nha, mình đang đi cho nên nó lưng tưng. Ai cũng vô đây mua bông hết. Mình lấy cái xe. Bây giờ đi vô nha các bạn, vô bắt con nha. Để lấy xe đó, chờ lấy xe. Như có người bạn gọi vô. Đang vô. Giờ số chắc vô đây mua bông thôi các bạn ơi. Bông. Thấy ai cũng đi mua bông hết. Okay, bây giờ để mình xuống dưới mình ngồi trước để mình chạy qua bên ngay chỗ người ta khách hàng. Mình gọi qua ngay chỗ xe, người ta xếp hàng tính tiền cho các bạn coi một cái nha. Ok. Đây là xếp hàng tính tiền đó các bạn. Đó, nguyên giải đó là xếp hàng tính tiền nha các bạn. Giờ mình gọi qua phía bên đây. Mình đi kiếm đồ nha. Giờ mình xuống ngay chỗ bông thử. Đây coi năm nay Costco nó bán bông gì nha. Đây là cái giải bán quần áo. Mình đi vô thu ngay chỗ cái giải bán quần áo. Hôm qua coi bông. Coi năm nay bông nó bán cái gì. Bông đẹp quá. Bông đẹp quá. Beautiful flower. Oh. Máy này có 15 đồng. 15 đồng nha bạn. Máy này chắc là không biết mấy đồng, nó có giá vòng vòng, không biết giá sẽ bao nhiêu. Chắc nó cũng rẻ hơn. Ta không lửa quá trời lửa luôn nè. Bông này. Bông thì nó không, năm nay thấy nó không có được. Bông cũng bự nhưng mà tùy theo bông. Trời ơi bà chủ. Ở bên đây nó bán mấy cái cây này cây gì tới 10 đồng chứ ta. Mình biết cây này cây gì luôn á. Tiền, nó để tiền trên đó đó. Chắc cây tiền đó. $19.99 chậu bất tài. Lấy cái cây quanh xấu vậy. Lấy cây này có cái gì Costco thì mấy bạn ở đây biết rồi, gì mấy này là nó bán nè.
hồi mình dòng lại mình lấy mấy cái cua này 7 đồng phao. Mấy này cho thằng con trai kìa. Mua cái này về để cho thằng con trai coi. Mình lấy nước trước nha các bạn. Mình còn gọi có xe có cần gì nữa không? Rồi mình sẽ đưa tiếp cho các bạn xem nha. Không biết là cần gì nữa đây. À, cái này nó để nhiêu chậu vậy? 14 đồng. 14 đồng. Ok. Thì yeah, cái chậu cúc bự đó là 14.99. Yeah, mình mới vừa hỏi xong. Ở đây nó bán trái cây, chuối. Chuối hiện nhà còn dưa. Đây là táo. Dưa hấu bữa nay nó biết bán 8 đồng trái luôn. Cái để mình gọi nha. Để mình gọi bỏ cây. Không muốn mua gì. Lấy cái đó nha. Đây là hàng trái cây, mấy trái cây á các bạn. Strawberry, blueberry, blackberry. Strawberry, blackberry, apple. Giờ mình vòng qua cái chỗ nước nè. Lấy nước cái. Nước cũng nhiều ha. Ao à. Ok. Lấy nước cái nha các bạn. Cái để mình lấy nước cái mình vừa tích nha các bạn ơi. Ok các bạn, mình lấy nước xong rồi, giờ mình đang đi kiếm pizza nha. Mấy tủ này là mấy cái tủ mà đồ ăn đông lạnh đó các bạn. Đó, cho baby. Nó cho baby có hình mấy hình baby đó, các bạn thấy không? Đồ ăn đông lạnh. Mình đang kiếm pizza. Ok, pizza nằm phía bên đây. Đó, đồ ăn đông lạnh nha các bạn. Đó là đồ ăn đông lạnh. Giờ mình qua cái pizza của mình nè. Gọi là Hot Pocket. Bên đây Hot Pocket. Đó. Hot Pocket nha các bạn. Okay. Pizza. Tại sao kỳ đó mình lấy cái pizza nào mình quên rồi. Nè, pizza nè các bạn. Các bạn ăn đông lạnh nha. Cái pizza. Bây giờ mình không nhớ rồi, mình thấy gọi về nhà rồi, bữa đó mình lấy đại thôi có ăn được hay không, nhưng mà về mua cho nhóc nó về nó ăn được cho nên giờ mình không nhớ được cái nào hết. Thôi sẵn để mình view cái đồ đông lạnh hai tủ thôi, lần mình view hai cái tủ thôi, view nhiều quá cái video dài nè. Tôm này các bạn, tôm vừa được sẵn rồi. Này tôm nó vô hộp sẵn. Hộp sẵn là ăn thôi. Tôm nó là dạng coi như chín rồi đó. Rocky mini. Nó làm sẵn hết rồi. Vậy chỉ bỏ microwave hâm lại là ăn đó các bạn. Mấy đồ này cũng có cái mình cần nấu lại. Ok, thôi coi như là hai tủ rồi đó. Để có gì mình vui tiếp nha các bạn. Tại vì hồ garlic butter xin. Để mình gọi về cái còn nhớ được cái
cái pizza nha các bạn, tại vì giờ mình không nhớ được cái hiệu đó, vô tới đây giờ quên mất tiêu rồi. Giờ mình vô tới đây mình quên mất rồi các bạn ơi. Giờ mình phải tới ngay chỗ pizza mình kêu chụp hình cái bắt cho mình coi, chứ giờ tới đó mình quên mất tiêu rồi. Sim cái này cũng dễ làm lắm, mấy tôm này nè các bạn, ngày xưa mình làm nhà hàng mình có làm qua rồi. Pizza ok, để mình gọi về nhà cá nhân các bạn ơi.